Xin chúc mọi người đẹp trai đẹp gái có một ngày mới thật là nhiều niềm vui và sức khỏe. Hôm nay thì mình với Bông Lan đang về quê mọi người, về quê kiếm mảnh đất để mua rồi xây nhà. Nói chứ mình đang tích góp để kiếm mảnh đất mua nhà đó mà. Thì mình cũng đã tâm sự với mọi người trong những video lần trước đó. Thì hôm nay thì mình với Bông Lan thì tiếp tục về quê để thăm dò các bạn chỗ nào rẻ rẻ thì mua thôi. Nói chung kinh tế mình có hạn các bạn nha, cái nào là hợp thì mua. Đấy, hôm nay thì Bông Lan có gì nói Bông Lan. Nói giùm em Bông Lan. Xin chào các bạn, chúc các bạn một ngày mới vui vẻ. Hôm nay Bông Lan đang tiếp về quê để coi đất. Không biết là có dễ dàng không, nhưng mà Bông Lan và anh Tiết đã tìm hiểu với tìm lòng vòng được 3 tháng nay rồi. Cái công việc YouTube á, quay về thiên nhiên làng quê thì vẫn còn bị sao ta, bị gián đoạn rồi đó, chưa làm đó. Chưa làm đúng được rồi. Đôi đúng lúc rồi. Là quay trong phòng trọ các bạn cứ kêu sao quay mãi trong phòng trọ. Do thì cuộc sống riêng tư các bạn nên tụi mình tự lập, tụi mình sống ở trọ đấy. Bây giờ là tích góp ít tiền thì kiếm mảnh đất nào được hợp thì mua thôi các bạn. Đấy, thì các bạn cũng đã cũng hiểu mà, cuộc sống riêng tư của mỗi người thì mình cũng chuẩn bị lập gia đình rồi, cưới rồi vợ chồng là ở nhà riêng thôi. Đấy thì cũng mong các bạn hiểu, vì hiện tại thì mình với Bông Lan đang dừng tại đường ấy, ăn bánh mì với hai con cún con cho nó có bạn. Sau này làm YouTube rồi. Đấy thì như vậy đó các bạn. Các bạn xem video vui vẻ các bạn nha, chuẩn bị là ăn sáng tí rồi hành trình tiếp. Đấy, mình đi đường thì các bạn cũng có gì mà các bạn nha. Rồi ăn tiếp thôi, bây giờ ăn sáng.
Anh ơi, cho em hỏi, em từ Bình Định gần Tây Sơn đi, em có phải kiểm tra không? Không kiểm tra, mà đi đâu vậy? Em lên lên Vân Canh đi. Vân Canh lên nhà ai? Ở Đắk Đâm đây này. Đắk Đâm đi kiểm tra giùm tôi cái. Có giấy test không? Dạ. Có giấy test không? Có giấy test không? Dạ không. Có, em có Blue Zone. Ấy là em định lên viện đây em test luôn, mà ấy là em hỏi anh sợ đi con qua mới anh. Ở đây em ở gần đây thôi, em không có đi đâu á, em ở gần anh Lâm Bơ Tây Sơn đây này. Biết rồi, nhưng mà bây giờ đi lên là lên Đắk Đâm không? Dạ Đắk Đâm. Lên trên đó là vô trung tâm y tế. Dạ có, đúng rồi. Dạ hôm qua em cũng vô đó em test. Dạ cảm ơn anh. Dạ. Em hỏi mấy cô em đi ngang qua mà anh chạy theo em nữa. Quá mày ở Kinh Thuận mà. Dạ em ở Kinh Thuận, nhưng mà em đi về Đắk Đâm thôi anh, chứ em không có lên Kinh Thuận. Dạ em ở trọ ở gần đây nên đi Tây Sơn làm gì không? Ở Tây Sơn, đường Tây Sơn đây nè, đường Tây Sơn đây này. Ở trọ ở trọ Tây Sơn Quy Nhơn ấy. Chợ là ở Cao Bằng đúng không? Dạ. Hàng của Trưng nè anh. Rồi rồi cảm ơn. Các bạn ơi, bây giờ là mình lên tới suối rồi nấu nướng tí, rồi chiều qua bên làng kia hỏi cô chú mấy anh chị em ở đó thử xem có cái mảnh đất nào nhỏ thì mình hỏi luôn. Thế bây giờ là mình lên suối để mình nghỉ ngơi tí rồi chiều lại đi hỏi. Đôi khi được á. Ở đây người ta có nuôi dê các bạn, một đống dê kia nè. Các bạn thấy không, con dê kia nè. Uống cà phê à Bông Lan? Làm cho anh uống với. Vô chừng vô đó rồi.
heo. Cảm ơn anh. Mới bì vậy? 2 bì. Trời, hàng chi gần đời chén luôn. Một phát nữa. Ngon quá. Hôm nay mình về quê mình tìm kiếm đất thôi. Thế thực ra mình không có đi quay được. Đi quay rồi người ta chặn rồi hỏi han rồi có khi bị cách ly luôn các bạn ơi. Mình chỉ nói là mình đi quay đi xem tình hình công việc tế rồi chiều phải đi về thôi. Thế người ta mới cho đi chứ. Dịch như thế này nói chung ai cũng khó khăn hết á. Thì mình không phải là mình làm ẩm thực thì mình quay khoe khoang ăn uống gì đâu các bạn. Hôm nay mình ăn trưa đấy. Thịt này mua lâu rồi, mua cách đây gần tuần rồi các bạn. Mua dự trữ á. Đấy. Người ta bán rẻ lắm mấy cái sườn heo ở đây nè. Đấy, mua chung vậy. Nói chung á có gì ăn đấy à? Có gì ăn đây các bạn. Nói chung thì mình cũng không có gì đâu các bạn. Dạ mùi ớt. Rồi làm lại đi. Đó, tỏi, ớt, đường, bây giờ bông lan dạ mùi ớt để ăn nha. Hử? Dạ bằng cái đó, dạ nhẹ nhẹ thôi, dập hết đó. Cái bịch mỏng quá mà. Có cái bịch khác, mấy cái bịch kia. Được á, bịch. Dạ nhẹ nhẹ cũng được, không sao đâu. Giờ bông lan đang nấu hành tây với bò. Xong rồi các bạn ơi. Đây. Bỏ đi nha. Đúng rồi, đặt như vậy luôn đi ăn. Rồi. Bò hầm hành tây này các bạn đây. Ừ, có gì ăn đó. Có gì ăn đó luôn. Bỏ cho nào ta, chỗ này đi nha. Rồi, em đi trên lên đây này. Rồi. À các bạn ơi, bây giờ là chúng mình ăn thôi các bạn. À các bạn ở đó thì ăn gì ăn các bạn nha. À hồi nãy giờ mình với bông lan đi từ Bình Định thì Quy Nhơn các bạn đi từ Quy Nhơn về Vân Canh. Đấy, về Vân Canh mình có ghé qua chỗ trạm y tế để test rồi. Mình có công việc tí thì như mình đã nói thì mình về Vân Canh để tìm mảnh đất nhỏ để mua nhà các bạn. Sẵn trưa rồi mình qua suối mình nấu miếng thịt rồi mình ăn rồi chuẩn bị đi qua làng rồi hỏi thăm rồi chuẩn bị về thôi các bạn. Các bạn ở đó ăn gì ăn nha, mình xin phép ở đây là ăn tí bánh tráng với miếng thịt. Các bạn nha, mời các bạn ăn. Các bạn ở đó ăn gì ăn. Thôi bông lan mời các bạn cùng ăn. Em mời ăn nha. Wow. To, miếng to. Miếng to chà bá luôn. Sau tí nữa ba cho con ăn nha. Ui. Bữa tao giang cho em đi nè. Ba cho xa nè, xa cái xích xem xa cho cái cần mua nước hoa thì mua một cân một bát lan tao ra tao được cái cần mua đi đun hoa cho nên mình cần cho mình nó còn làm lại không phải cần cành không phải ăn thôi ăn thôi ăn thôi quên nặng chanh có chanh nữa. À, cảm ơn. Nước ngọt. Chăng à? Chưa chắc mưa nữa. Mưa. Chắc mưa quá. Sài Gòn bây giờ cũng rất là phức tạp các bạn. Thôi thì mình cũng chúc các bạn sẽ cố gắng vượt qua các bạn nha. Thì mình cũng hiểu các bạn tâm lý. Cũng hiện tại rồi mọi người cũng đang rất là khó khăn. Đấy.
ra làm video về ẩm thực thì cũng không nên, tại vì có những người không có ăn, có những người lại làm ẩm thực thịt rồi thịt gà, thịt bò, thịt này kia, nó không có hay các bạn à. Thì mình cũng hiểu cảm giác đó, các bạn cũng mong các bạn thông cảm. Mình hy vọng những cái video của mình thì mình cũng chia sẻ với các bạn, thì mình không có gì đâu, mình cũng chỉ làm miếng thịt nhỏ rồi mình ăn cho vợ nhà ăn trưa thôi các bạn. Thì mình không có gọi là ẩm thực gì đâu các bạn, thì hết dịch rồi này nọ kia làm ẩm thực thoải mái rồi quay các món cho các bạn xem. Thì hôm nay thì mình chỉ ăn trưa thôi các bạn, miếng thịt nhỏ các bạn cũng thông cảm các bạn nha. Đừng các bạn đừng có nghĩ là sao mà ăn thịt được ngon thế, ở đây thì thiếu, ở đó thì lại là thịt đầy đủ, không phải đâu các bạn. Muốn cái thịt rồi ăn trưa thôi. Mời Bông Lan ăn, không ăn đi, không ăn à? Ăn trưa không thế được, chiều ghé qua nhà bác ở bữa nay tôi sống trơn đó. Chắc chiều bác mới về. Chiều bác về để mình hỏi thăm thử, nhưng mà bác để lại khoảnh đó thì mình hỏi được tình hình hợp thì ok. Quan trọng bác đồng ý thì ok. Mình cũng đang hy vọng mà bác sẽ đồng ý các bạn, nhưng mà thì không được thì mình đi tìm chỗ khác thôi. Có là chân hơn không? Không cần mất nữa không? Đủ chưa? Đủ rồi. Để chua cho. Vì nay mưa sớm á. Nó hôm nay trời mưa sớm các bạn. Cái chiều nay mình chạy về trọ chắc mưa quá. Mưa sớm hơn dự định lúc trước thì khoảng 5-6 giờ trời mưa. Bây giờ tầm khoảng 1 giờ mấy là mà trời hâm hâm rồi. Có cái mưa tú. Ừ. Ở nhà ở chỗ số 1 đây phía dưới cũng có nhà trạm. Đó mình trú đỡ. Bắp chua à? Chua để rồi cho ăn. Ăn đỡ này con. Ăn miếng nữa để mình ăn nữa. Nó mang cơm mình nãy, cái nữa cho nó ăn luôn. Ăn xương này con, xương nữa. Bên Sài Gòn cách ly gần 1 tháng, hơn 1 tháng rồi hả? Vẫn chưa ổn. Mấy tháng rồi? Mấy tháng vẫn chưa ổn. Bình định bây giờ đang chỉ thị 15 các bạn. Hy vọng một ngày nào đó dịch sớm được dập tắt thì mọi người có thể chung cùng nhau rồi đấy. Làm ăn như bao ngày trước. Giờ ai làm ăn cũng khó khăn các bạn ơi. Thì mình rất là hiểu cảm giác đó. Hy vọng chúng ta sẽ vượt qua, mình và các bạn không vậy. Vô. Nước ngọt và nước suối. Vô nhau. Hai mình không muốn đi. Ở đây yên bình các bạn à. Nghe những cái tiếng suối đó các bạn. Mưa rồi, chuẩn bị mưa rồi. Chương hả? Cho bắp, cho thương lớn này. Bắp ăn thịt rồi. Nhà thương nổi không bắp? Cắm không như vậy ăn thì thôi. Không dạ. Trong những video trong tương lai gần á, thì mình cũng làm video như là nếu mà tình hình dịch ổn á, thì cũng làm ẩm thực cho các bạn xem, ẩm thực đồng quê á các bạn đấy, quay những cái cảnh núi cho các bạn xem. Rồi bây giờ tình hình dịch cũng đang rất là khó khăn nên quay video ẩm thực thì cũng hơi nhạy cảm các bạn.
thời gian dịch này thì không có tụ tập đông người được. Đúng rồi. Nên là mình vẫn chưa có đi được tới những cái gia đình khó khăn. Đúng rồi, nhưng mình cũng qua đúng rồi. Tương lai tới nhiều bạn thích coi nội dung đó. Tương lai tới thì mình cũng hy vọng sẽ ổn dịch thì mình sẽ đi thăm những gia đình khó khăn thì mình cũng không có nhiều đâu, chỉ một gói mì tôm, một bình dầu đấy thì cũng đi thăm cho các bạn thấy. Mình ví dụ làm YouTube thì có thu nhập thì mình cũng chia sẻ lại đấy. Người dịch quá tập trung không được, người ta bắt á, hốt á, lên phường không? Lên phường á chứ. Chưa thôi mình ăn hết thịt thì còn miếng thịt cho nó ăn nữa. Đông Lan anh Tiết ổn định chỗ ở, nhà cửa, cuộc sống rồi á. Thì lúc đấy thì mình cũng cưới thôi, xong rồi cũng con cái thôi. Đúng rồi. Còn giờ trước mắt thì chưa được đâu, giờ còn đi lại rồi dịch thế này, mọi thứ nó chưa ổn á. Nói chung mong mình cũng mong các bạn thông cảm, thì một số bạn cũng hiểu hoàn cảnh của mình rồi, thì còn một số bạn thì cũng chưa, có lẽ là các bạn chưa xem video của mình nhiều trong những video trước á, thì các bạn còn thắc mắc rồi tại sao bây giờ là ở trọ không có quay đường núi này nọ kia. Thực ra thì không phải như vậy các bạn ơi, mình ở trọ mình tự lập trước, rồi mình kiếm ít tiền rồi mình về quê có mua đất như là cuộc sống như các bạn đã biết mình đấy. Nếu mà người thân hay là những người sống cùng xóm anh Tiết hiểu à? Anh Tiết ở quê cũng đâu có gì đâu, là hiểu thôi. Nói chung cái này cuộc sống mà các bạn mong các bạn hiểu không? Không cảm. Mình chẳng có thừa kế ai hết á, ba mẹ thì mất rồi, ông ngoại ông già cũng mất, không có đất đai gì đâu, không có cái gì hết luôn, trong tay không có gì hết á, đều bằng trái trắng các bạn ơi. Bồng lăng bây giờ cũng cũng giống như mình, cũng chẳng có đất đai này nọ kia, không có gì hết á, bồng lăng chẳng có cái gì luôn, hai tụi mình cũng chẳng có cái gì các bạn. Thì bồng lăng hiện tại thì Bông Lan cũng phải tự làm công ăn Tết, thì Bông Lan phải tự đi làm, tự dành dụm để mà cưới chồng thôi. Thì chẳng hạn như tương lai Bông Lan và anh Tết cưới nhau thì Bông Lan cũng phải tự tiết kiệm, tự cưới anh Tết thôi, chứ Bông Lan không có ai giúp hết trơn á. Nên là mong các bạn hiểu và đừng hiểu lầm Bông Lan là đến với anh Tết vì cái này cái kia, không đâu các bạn. Bông Lan cũng là một người mồ côi, cũng phải tự lập, cũng đi vào Sài Gòn đi học, tự đi làm, tự kiếm tiền. Bây giờ quen anh Tiết thì hai người hoàn toàn là bàn tay trắng luôn. Đó, tự dành dụm tiền đám cưới, tự mua nhà, mua cửa rồi cũng tự làm cái này làm cái kia. Đó, nên là hai người rất là công việc với nhau á, rất là hiểu nhau lắm, ăn ý lắm. Rồi Bông Lan cũng làm YouTube luôn, phải tranh thủ mà. Bây giờ mình làm với anh Tiết rồi thì Bông Lan cũng tranh thủ làm một cái kênh riêng của Bông Lan. Thì nội dung cũng giống như anh Tiết thôi. Nhưng mà do dịch á thì Bông Lan cũng có chưa đi được nhiều. Mình không có, nói chung là không được phép đi á. Đi thì bị hốt, bị bắt rồi cũng khó lắm các bạn. Đó ha, nếu mà các bạn yêu mến thì cũng hiểu Bông Lan và anh Tiết như vậy thì có gì á. Nếu mà đó thì ví dụ anh Tiết mà không làm video thì cứ qua kênh Bông Lan coi cũng được. Đó, Bông Lan Official. Bông Lan Official các bạn nha. Bông Lan cũng làm YouTube để kiếm tiền cưới chồng, nói thẳng luôn. Bông Lan làm kiếm tiền cưới chồng cưới anh Tiết vậy thôi. Bông Lan không có gì hết là cũng phải tự lo thôi. Rồi mọi người hiểu như vậy, Bông Lan cũng vui rồi, cũng cảm ơn các cô chú anh chị. Cảm ơn các cô bác, các anh chị và các anh em, các bạn, các chú, các cháu thì đã xem video của Bông Lan. Hy vọng mọi người sẽ phần nào để hiểu cuộc sống của Ê Tiết cũng như Bông Lan sẽ hiểu nhiều hơn. Bây giờ mình cũng xin phép được dừng video tại đây. Thì thời gian cũng sắp về chiều rồi, mưa chuẩn bị tới rồi các bạn. Chuẩn bị nút. Mình cũng ăn được sắp chữa hết rồi đó. Còn miếng xương này mình ăn cái thịt nữa rồi, còn thịt xíu xíu này cho hai cuốn con đấy. Rồi thì mình xin phép dừng video tại đây các bạn nha. Mình phải di chuyển xuống trọ nữa. Đấy. Cảm ơn các bạn đã xem video của chúng mình. Xin chào mọi người và hẹn gặp lại trong những video lần sau mọi người nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Mưa rồi các bạn ơi. Ướt hết đồ rồi. Ở đây không có mưa. Lấy cái áo ấy cho nó không bị giặt đi. Thương lắm. Thương hả? Cái phải lấy áo này. Rồi ăn này, rồi ăn này. Rồi anh mặc cao xong đi. Ở đây cũng được.
người này nữa. Kiếm cá nó chưa? Thank you.